Vâng thưa quý vị, vừa rồi là cập nhật mới nhất về số ca nhiễm mới trong nước ngày 11 tháng 4. Trong bối cảnh số ca nhiễm COVID-19 giảm như vậy, từ ngày 12 tháng 4, một số địa phương trên cả nước đã ra quyết định đón trẻ mầm non trở lại trường. Bên cạnh đó là những hướng dẫn về bữa ăn bán chú để đảm bảo an toàn trong mùa dịch. Cụ thể, Ủy ban nhân dân tỉnh Cà Mau vừa có công văn cho phép trẻ mầm non và học sinh từ lớp 1 đến lớp 7 trên địa bàn tỉnh trở lại trường học từ 12 tháng 4. Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì phối hợp Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Cà Mau và các cơ quan liên quan tiếp tục giả soát, triển khai thực hiện nghiêm các điều kiện quy định về phòng chống dịch COVID-19 để đảm bảo an toàn trong trường học, chú trọng việc tổ chức bữa ăn bán chú nhằm hỗ trợ các cơ sở giáo dục tổ chức tốt công tác dạy học trực tiếp theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo. Tiếp đó, Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh cũng có thông báo gửi các quận huyện về việc tiếp tục tổ chức dạy học trực tiếp tại các cơ sở giáo dục trên địa bàn từ 12 tháng 4. Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức chăm sóc giáo dục trực tiếp cho tất cả trẻ em đang theo học tại các cơ sở giáo dục mầm non, kể cả các cháu ở độ tuổi nhà trẻ. Tổ chức học tập trực tiếp cho tất cả học sinh từ lớp 1 đến lớp 12 tại các cơ sở giáo dục theo hướng dẫn của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Tất cả học sinh từ mầm non đến lớp 12 phải được đến trường học trực tiếp, chỉ trừ trường hợp phải cách ly y tế cùng với cà mau và thành phố hồ chí minh sở giáo dục và đào tạo ninh bình cũng như là sở giáo dục và đào tạo nam định cũng ra văn bản thông báo cho phép các cơ sở giáo dục mầm non trên địa bàn toàn tỉnh đón trẻ mầm non đi học trở lại từ 12 tháng 4. các nhà trường chuẩn bị đầy đủ điều kiện phương án để đón trẻ trở lại học tập trực tiếp đảm bảo an toàn phòng chống dịch bệnh covid 19 đồng thời chú trọng công tác tổ chức bữa ăn bán chú đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm khi học sinh trở lại trường Sở Giáo dục và Đào tạo Lào Cai có văn bản triển khai thực hiện cho phép trẻ mầm non 5 tuổi vùng dịch, cấp độ dịch vùng cam trở lại trường học từ 12 tháng 4. Các phòng giáo dục và đào tạo chủ trì phối hợp với trung tâm y tế, hướng dẫn các trường xây dựng kế hoạch, kịch bản dạy học, giải pháp sẵn sàng ứng phó với tình huống xuất hiện các ca dương tính trong nhà trường. Trước đó, Ủy ban nhân dân Hà Nội đồng ý với đề xuất của Sở Giáo dục và Đào tạo cho phép trẻ mầm non đến trường bắt đầu từ ngày 13 tháng 4. Đồng thời các trung tâm khác thực hiện nhiệm vụ giáo dục thường xuyên thuộc 30 quận huyện thị xã được tổ chức các hoạt động giáo dục. Trước thông tin trẻ mầm non chính thức quay trở lại trường từ 12 tháng 4, riêng thủ đô Hà Nội là 13 tháng 4. Điều này mang đến niềm vui không chỉ của các con mà cả các bậc phụ huynh. Hiện tại các địa phương sẵn sàng cho công tác đón trẻ đến trường cũng như chuẩn bị kỹ lưỡng các phương án phòng dịch chi tiết cụ thể, vệ sinh môi trường học tập cũng như cố gắng đảm bảo tối đa nguy cơ lây nhiễm trong hoạt động bán trú tại trường vì vậy cha mẹ hãy yên tâm để con đến lớp sớm được hòa nhập với bạn bè bắt nhịp trở lại với cuộc sống bình thường mới thưa quý vị